Hôm nay là mùng 7 Tết, còn mùng là còn Tết, phải thế không thưa quý vị? Đồng hương Phật tử định cư ở South Carolina ăn Tết Quý Tỵ ra sao? Mời quý vị cùng xem những hình ảnh và các đoạn phỏng vấn sau đây. Kính chào quý vị, kính thưa quý vị. Hôm nay ngày 10 tháng 2 năm 2013, nhằm ngày mùng 1 Tết Quý Tỵ, chúng tôi đang có mặt tại chùa Linh Quang, thành phố Li Bang, Greenville, South Carolina, để ghi lại những hình ảnh đón mừng xuân Quý Tỵ của đồng hương Phật tử South Carolina. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Hơn 300 Phật tử và đồng hương từ nhiều nơi trong tiểu bang đã về chùa tham dự buổi lễ đầu xuân trong bầu không khí an lành, tươi vui đón mùa xuân mới. Mở đầu buổi lễ, chào quốc kỳ Hoa Kỳ, Việt Nam Cộng Hòa, Phật giáo Việt Nam và phúc từ bi quán tưởng niệm chư tôn đức tăng ni, đồng bào và các chiến sĩ đã hy sinh vì lý tưởng tự do. Kế tiếp, Hòa thượng Thích Tâm Vân đến từ California chứng minh buổi lễ, tuyên đọc thư chúc Tết của Đại lão Hòa thượng Thích Tâm Châu, thượng thủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam trên thế giới. Tiếp theo là nghi thức truyền thống ngày Tết như lì xì, hái lộc, chúc xuân. Trong không khí tươi vui, nhộn nhịp, các cháu lớp Việt ngữ chùa Linh Quang đã trình diễn chương trình ca vũ kịch mừng xuân thật xuất sắc và cảm động. Có bốn ông thầy bói mù cùng dắt nhau đi dạo xuân. Đi đến một đoạn đường, bỗng nghe tiếng chú nài. Này các con ơi, các con đi cẩn thận nha. Ở đây có con voi to lớn lắm. Đậm rào mạnh, thế đi hiểu đấy. Chú có phải là chú nài giữ voi không? Vâng, chú nài giữ voi. Không, mấy con hiền lắm chú. Nó hiền lắm, nhưng chạm vào mạnh thì cũng phiền lắm đấy. Chúng con muốn biết nó ra sao. Sau phần khai kinh cho quốc thái dân an trong năm mới, Hòa thượng Thích Tâm Vân đã gửi đến quý Phật tử và đồng hương những lời khuyên nhủ chân tình để có cuộc sống tốt đẹp. Chào em có thể cho biết là em tên gì không? Tên của con là Kitty Wen. Năm nay em bao nhiêu tuổi? Dạ con 9 tuổi. Em suy nghĩ gì về ngày Tết Việt Nam? Dạ con thích là vui, dạ con thích Tết của Việt Nam. Còn bé tên gì? Bé tên là Tammy Nguyen, với con 8 tuổi. Em biết cái nghĩa gì về bao lì xì mà em đang cầm trên tay không? Dạ con đưa cho người ta mà không có đồ ăn, với khổ, với không có nhà, với đưa tiền cho người ta. Bé thật là tốt bụng. Em có hôm nay thì em có lời chúc gì đến quý khán giả? Dạ, giờ chúc mình năm mới an khang thịnh vượng. Chúng tôi thì Dương và Vũ Võ tường trình từ chùa Linh Quang, thành phố Li Mang, South Carolina. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Nguyện cầu hồng ân tam bảo gia độ cho quý Phật tử và đồng hương vạn sự cát tường trong năm mới Quý Tỵ. Kính chào quý vị.